Tên á? Tên á? Từ sau. Từ sau. Nè. Mỹ. Từ sau đó nè. Đợt này nữa là hết mì ha. Mù mệt quá. Hôm nay đi phát mì xào của cô Thu Phương cho xóm Rà Leng, Sóc Thung. Giờ đi sớm đặng đi xem cái thinh ở chùa Sài So. Cô này bán khoai, bán đậu phộng. Mấy từ. Mấy từ khoai lang. Cúng kịch thinh ở chùa, mà không biết chùa nào. Chắc chùa Grand Cross. Gánh này như gánh bún. Tên á? Tên á? Tên sao? Tên sao? Nè. Mỹ. Tên rơi đo lên hả? Nơi khỏe vô? Dạ. Chẳng bán ai gì? Bán là nâng hộp bán ấy, Mỹ. Dạ, chẳng mơ vật bài kê ngay ông. Mà chơi cái mòn người nha, cái mùi em. Chẳng tao cho gì, tao tầm nữa ai nhé, anh bùa khi nè tao. Chúng ta muốn nữa nè. Ba. Đã đi móc lúa. Mà nói đi nhưng mà không có đem cơm đem gì theo luôn. Đi móc lúa dưới kinh á. Ở trên này thì lúa đâu có chín đâu à. Nó mới xạ. Trời mây ung, mây mịt mù rồi. Không có ánh sáng. Cái máy này có ánh sáng đẹp. Mưa cắm đó bà con. Đường này là đường đi qua chút. Thấy nhiều khi có nhiều cái hoàn cảnh quá trời khổ luôn. Giúp được thì giúp thằng nào thôi chứ đâu có khả năng giúp mọi người đâu. Tiền bạc nhiều khi còn không có nữa. Thì được bạn bè người thân ta cho người chút chút. Rồi mình làm mỗi ngày nói chứ làm cái này thì
đi phát cho vui làng vui xóm thôi chứ đâu có giải quyết được nạn đói đâu à, đâu có xóa đói giảm nghèo. Mình giúp cho vui, cho bà con vui chứ cũng không có thay đổi gì được cuộc sống. Nhưng mà có còn hơn không. Nhiều người thì người ta lo cho bản thân người ta không, chứ người ta đâu có nghĩ gì tới người khác, ai nghèo ai khổ gì chết ráng chịu. Ít ra thì bây giờ thì mỗi ngày tôi còn xin được rau cho bà con. Giờ này là giờ mấy bà đi gánh đồ đi bán ở chợ nè. Lúa gì vậy? Vô mì hốp vậy? Rồi mau. Ừ, trăm plen. Chô nâng ơi. Ba. Cười gì? Bí hả? Trăm plen chân. Cái gì nó có thể chăn đá có từ rơi sơ rơi. Dạ, khi mà chinh đến nâng phà lọc hơn chỗ phà ông. Ở lâu, hãy chạy tới nấu mớ mớ những cái người ta gánh vô chùa để giữ lễ cà thinh. Tụi này cũng chở lại mớ rồi. Cũng cà thinh ở chùa Hàng Cộng rồi.
gánh đồ vô chùa để hát cà tinh đó.